em thanh lý tiếp cho chống kho nha một bộ phía trên này là Pioner B700 không lo hai bộ dưới là Pioner B710 có lo ba bộ này là mất nguồn em ghim vào không có điện vào cái nào là thợ các anh em trong nghề dân điện tử thì mình mua về mình kiểm tra nha bên em đảm bảo nguyên bản nguyên zin em không có thợ nên thanh lý không sửa chữa bán hàng là em không có thợ nên thanh lý nha các em xin nói trước hàng bán mù mắt nguồn một bộ 700 không có lo hai bộ 710 có lo Bioner B710 và B700 bây giờ em sẽ tháo lưới lo cho các anh xem nha nguyên bản nguyên zin thì các anh nào trong anh em nào trong ngày thì cũng biết rồi lâu ngày thì ở đây nó khô keo thôi mình dán keo lại thôi gắn chồng lại tất cả đều nguyên bản nguyên zin hàng mà âm ly bị mắc nguồn em thanh lý là 4 triệu nha giá như cặp lo thôi thanh lý là 4 triệu về các anh tự chỉnh sửa lo đẹp xuất sắc cặp lo này không có bán gần lấy vốn rồi lo rất đẹp 4 triệu nha chuyển cọc 50 phần trăm 2 triệu còn 2 triệu nhận hàng thanh toán thanh lý là 4 triệu mắc nguồn nha cáp đầy đủ không thiếu gì trơn ghim điện, cũng thấy lên điện không có thợ không biết cách xử lý các anh mua về chỉnh sửa xử lý thì b 710 thì các anh cũng biết rồi đó dân trong nghề thì cũng biết giá trị của nó rồi một trong những dòng hay của thương hiệu Bino trong phân khúc xây chung và hình thức mặt vàng phi đông rất đẹp. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua hàng thì liên hệ 0931008099 cọc giúp em 2 triệu, 2 triệu còn lại bưu điện thu hộ. Đây, giá như cặp lo thôi, cặp lo đẹp xuất sắc nha, không có gì để chơi hết. Bây giờ mình kết thúc clip test này nha. Mua hàng thì cọc 50% cho em.